khi mà các bạn đi chợ hoặc là đi mua đồ ở ngoài chợ, mua trái cây này kia thì các bạn thường hay gặp cái tình trạng đó là người bán họ cân gian cân thiếu. Cũng giống như là khi mà mình mua một cái trái cây đi thì họ cân có khoảng 800 gram mà mình bị mất 200 gram. Bởi vì khi mà mình kiểm tra cân của họ thì mình có thể thấy là cái cân của họ chỉ đúng 1 ký, nhưng mà khi mà mình về mình cân lại bằng cân của mình đó thì nó chỉ có 800 gram hoặc là 800 rưỡi gram thôi, bởi vì họ đã chỉnh lại cái cân của mình rồi. Và để tránh cái tình trạng mà khi mà mình đi chợ mình mua gặp cái tình trạng đó đó, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm rất là hay và hữu dụng cũng như là tiện lợi gọn nhẹ để mình có thể mang theo, nhất là mấy bà nội trợ hoặc là mấy ông đàn ông khi mà đi mua đồ thì thường không có rành. Đó là đây là cái cân điện tử bỏ túi mình mua được ở trên Shopee với giá khoảng tầm tám mấy 90 ngàn thôi. Và cái hộp, bởi vì quá trình vận chuyển á, thì cái hộp nó bị móp méo rồi cho nên mình đã bỏ rồi. Và cái cân này á, theo nhà sản xuất á, công bố thì nó có thể cân tới là chịu lực là 50 kg luôn, và size số chỉ có 10 gram thôi. Đây là size số nè, mình có thể thấy từ 0 kg cho đến 10 kg thì size số nó khoảng 5 gram, và 0 đến 50 kg thì nó sẽ là 10 gram. Thì để cân á, thì rất là đơn giản, các bạn chỉ cần bỏ pin vô thôi, nó cần 2 cục pin đũa, mình đã gắn pin vô sẵn rồi. Và có cái nút on chỗ này mình sẽ mở lên, và bên cái nút unit có nghĩa là mình sẽ chọn về cái đơn vị đo lường mà mình muốn, như là ở Mỹ thì người ta hay sử dụng là đơn vị là pound, còn oz, và ở Việt Nam mình thì hay sử dụng là kg, bởi vì nó mặc định nó sẽ là kg rồi. Nếu mà các bạn muốn chỉnh qua cái khác á, thì các bạn phải chỉnh đó, nút on off, và nó có đèn luôn, bao luôn. Đi mua ngoài chợ cấp điện cũng không có sợ là không có thấy đường nữa. Còn cái nút te này á, nó mình cũng không biết nó là cái công dụng như thế nào. Và khi mà mình giữ á, nó sẽ là off, và mình bấm á, nó sẽ là on. Khi mà on á, là mình có cân thử rồi thì nó sẽ cố định cái trọng lượng, nó không có trở về không. Nếu mà bấm off á, thì khi mà mình tháo đồ ra khỏi cái móc này á, thì nó sẽ trở về là không. Và để cho các bạn thấy thì mình có chuẩn bị sẵn một cái lon hộp sữa như thế này, cái hộp lon sữa đặc người ta mới cứu trợ, bởi vì xóm của mình bị cách ly rồi, phong tỏa ở khoảng 1 tuần rồi. Đó là các bạn có thể thấy nè, để mình sẽ coi cái trọng lượng đây, khó lượng tịnh là 380 gram. Và quên một điều lưu ý các bạn là đơn vị đo thì thường người ta sẽ đo là Rosway với Nestway. Nestway là cái khối lượng tịnh này nè, có nghĩa là bao gồm, nó không bao gồm hộp hiếc hoặc là bao bì ni lông gì hết. Còn cái trọng lượng tịnh đó là cái Rosway, là nó đã bao gồm cái khối lượng của hộp hoặc là đồ đựng này kia luôn rồi. Thì cái cân này nó chỉ cân về cái khối lượng tịnh gì, cái trọng lượng tịnh chứ, cái trọng lượng tịnh. Nên cái này là 380 gram, mình sẽ bỏ vào và mình sẽ cân cho các bạn coi. Thì để cân cũng khá là dễ,
ở chế độ off thì mình sẽ bấm on, và sau đó mình sẽ móc vào một cái bao gì đó. À, mà quên, mình có thể tháo được cái này nha. Đó, tháo được cái tay cầm, mình sẽ móc vào. Đó, mình cân là các bạn có thể thấy là nó hiện ở chỗ 405 hoặc là 410 gram. Bởi vì như mình nói là nó vẫn có sai số từ 5 cho tới 10 gram, nhưng mà cái sai số đó là nhỏ, cũng không thể nào mà tránh khỏi. Đó, như vậy là để biết được thì mình đã đo được là 410 gram mà mình trừ cho 308, có nghĩa là cái hộp lon thiết này nó sẽ nặng là 30 gram. Đó, có nghĩa là tổng trọng lượng của cái hộp bao gồm sữa bên trong và cái hộp này luôn đó, là 410 gram. Thì cái cân này nó rất là chính xác, cũng như là rất là cần thiết nữa để tránh cái tình trạng buôn gian bán lận của mấy cái gian thương ở ngoài chợ hoặc là mấy người bán trái cây dạo á. Thì mỗi bạn, mỗi nhà nên trang bị cho mình một cái sản phẩm như thế này, nó rất là hữu ích, nó rất là hữu dụng luôn đó, và nó cũng khá là đẹp nữa. Thì nói về chất liệu á, nó chỉ là bằng nhựa thôi. Mấy cái nút này là cũng bằng nhựa, còn cái này á là nó làm bằng kim loại, chỉ vậy thôi. Và cái cân này hoàn toàn không chống nước nè các bạn, nên khi mà mình mua mình sử dụng á, cũng như các thiết bị điện tử khác á, thì mình tránh xa nước càng nhiều càng tốt. Bởi vì khi mà lỡ nước vô á, thì nó sẽ bị hỏng mạch và nó sẽ bị hỏng cái cân của mình, hoặc là nó sẽ sai số, nó không còn chính xác nữa. Mình sẽ để link mua ở bên dưới, nếu mà ai có nhu cầu thì các bạn có thể mua trên Lazada hoặc Shopee gì cũng có bán hết á. Cảm ơn tất cả các bạn đã coi. Nếu mà các bạn thích và thấy video của mình hữu ích á, thì các bạn có thể bấm cho mình một like và đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn tất cả các bạn.